Mời quý vị và các bạn cùng chào buổi sáng với phần điểm tin của báo Nghệ An.vn. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và công ty cổ phần tập đoàn TH vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch xanh giai đoạn 2019-2025. Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, công ty cổ phần tập đoàn TH cam kết sẽ đồng hành cùng Nghệ An phát triển du lịch xanh gắn với sản phẩm hàng hóa của tập đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của công ty cổ phần tập đoàn TH trong công cuộc phát triển tỉnh nhà, đồng thời cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện để TH triển khai các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Việc hợp tác giữa hai bên được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hướng đến sự phát triển bền vững và tích cực của cả hai bên. Đoàn công tác do bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đại diện Sở Giao thông Vận tải, Hội Khuyến học tỉnh vừa có chuyến công tác tại huyện Kỳ Sơn. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi và trao số tiền 70 triệu đồng cho một hộ nghèo ở bản Hạt Tà Vén để xây dựng nhà đại đoàn kết. Đồng thời, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà cho học sinh và các nhà trường trên địa bàn xã biên giới Keng Du. Dịp này, đoàn cũng đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết cùng bà con nhân dân bản Hồi Lê, một bản văn hóa của xã biên giới này. Thông tin đang được dư luận quan tâm những ngày qua là với sự chung tay của các ban ngành, đoàn thể, phong trào xây dựng cổng trường an toàn, cổng trường văn minh đang lan tỏa khắp các địa phương, góp phần giảm thiểu nạn ùn tắc giao thông trước cổng trường. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, cộng tác viên báo Nghệ An, tại nhiều trường học như trường mầm non Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, trường mầm non Thanh Yên, huyện Thanh Chương, trường mầm non Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, mô hình xếp hàng văn minh đã và đang được triển khai mang lại hiệu ứng tích cực. Những cảnh lộn xộn, chen lấn, ùn tắc trước giờ đưa vào đón trẻ đã không còn. Đây là tín hiệu đáng mừng, trong để duy trì được lâu dài, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh, học sinh, nhà trường và các đoàn thể ở mỗi địa phương. Tin nóng thể thao được người hâm mộ theo dõi sát sao, đó là theo thông tin từ VFF, trong một quá trình đàm phán để gia hạn với nhà cầm quân Hàn Quốc, thì hai bên đã tìm thấy tiếng nói chung và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Thông tin chi tiết về bản hợp đồng mới sẽ được công bố trong buổi họp báo diễn ra vào ngày mai, mùng 7 tháng 11. Đây chắc chắn là thông tin mà nhiều người hâm mộ và các tuyển thủ vui mừng trước khi đội tuyển Việt Nam tiếp Thái Lan và UAE, hai đội bóng trực tiếp cạnh tranh suất đi tiếp vào vòng loại tiếp theo World Cup 2022 khu vực châu Á.